diện nhóm MTV. Không bao giờ mình nên hẹn cùng một lúc bốn cô gái hoặc là ba cô gái đi chơi hết trơn, đúng không MTV? Tôi nghĩ là ông Đức Trí ông cắt ngang để ông đưa một cái chân lý sống nào đó cho ông đẩy tôi qua một bộ phim Mr. Bean mới. Đón xem Chuyện Tối Nay Với Thành vào lúc 19:50 thứ năm độc quyền trên kênh BRT, Đài Phát Thanh Truyền Hình Bà Rịa Vũng Tàu.